Thưa quý vị và các bạn, quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê ngày mới được phát sóng trên kênh VTC9 và tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân của tỉnh Quảng Trị và tập đoàn TNT Group đã tổ chức lễ khởi động dự án Cảng Hàng không Quảng Trị, đánh dấu việc chính thức triển khai dự án nhằm hoàn thiện mảnh ghép tiếp theo trong mạng lưới giao thông của tỉnh này. Qua đó thì có thể góp phần giúp cho Quảng Trị khai phóng tiềm năng, tạo đòn bẩy đưa kinh tế và xã hội địa phương cất cánh. Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư PPP. Dự án Cảng Hàng không Quảng Trị được thực hiện tại các xã Do Quang, Do Hải và Do Mai, huyện Do Linh của tỉnh Quảng Trị. Dự án có quy mô trên 265 hectare, tổng mức đầu tư hai giai đoạn là 5.833 tỷ đồng, được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C, có khả năng phát triển khai thác tàu bay cốt E và sân bay quân sự cấp 2, đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu hành khách trên một năm và 25.500 tấn hàng hóa một năm. Tại sự kiện khởi động dự án, tỉnh Quảng Trị đã trao quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp dự án PPP cho liên danh nhà đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông TNT, thành viên của tập đoàn TNT Group và công ty cổ phần tập đoàn CNCO 4.